Ngày 2 tháng 1 năm 2020, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung ở xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc. Tham gia có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị kiến trúc cảnh quan dự án cần tận dụng tối đa được địa hình tự nhiên vốn có, nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực triển khai dự án trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật, nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo điểm nhấn cho khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Dự án khu du lịch thiên nhiên Robinson được triển khai từ năm 2016 trên diện tích 43,6 ha. Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 891 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 phấn đấu đến tháng 9 năm 2020, hoàn thành công trình nhà lễ tân, nhà hàng, khu thể thao và 108 phòng ngủ với 88 phòng ngủ tiêu chuẩn 5 sao, 20 phòng ngủ tiêu chuẩn 4 sao. Giai đoạn 2 thực hiện từ quý 1 đến quý 4 năm 2021, hoàn thành 100% khối lượng dự án. Tuy nhiên, so với tiến độ phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án chậm khoảng 1 năm. Nguyên nhân là do chủ trương thay đổi phân khúc đầu tư ban đầu là các công trình 2 sao, 3 sao, nay thay đổi lên mức tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao, dẫn đến thay đổi thiết kế. Việc vận chuyển, tập kết vật liệu, thi công gặp nhiều khó khăn. Qua thăm thực tế các hạng mục dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực của nhà đầu tư trong triển khai dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tiềm năng khu vực lòng hồ sông Đà là rất lớn cho đầu tư các dự án du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Dự án khu du lịch thiên nhiên Robinson là một trong những điểm nhấn cho khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Vì vậy, kiến trúc cảnh quan dự án cần tận dụng tối đa được địa hình tự nhiên vốn có, kết hợp kiến trúc hiện đại với truyền thống, hài hòa màu sắc khu vực lòng hồ Hòa Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Đối với kiến nghị của nhà đầu tư về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, phê duyệt một số hạng mục điều chỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các sở ngành hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật. Cấp ủy chính quyền các địa phương khu vực lòng Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tăng cường mời gọi các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến tham quan khảo sát và đầu tư tại khu vực Hồ Hòa Bình.